Tử vi tuổi Quý Mão 1963 tháng 2 âm lịch. Chào mừng quý cô bác và anh chị đã đến với chương trình tử vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên, kính chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và sự hanh thông trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Quý vị thân mến, một số lý thuyết khoa học mới nhất giúp chúng ta hiểu được người xưa xây dựng nên thuật phong thủy đều dựa theo các nguyên lý. Cho nên ngày nay, chúng ta đã nhận ra rằng vạn vật trong vũ trụ đều không đứng yên, chúng đều vận động theo một quy luật nhất định, từ đó có thể dự đoán được vận mệnh của con người thông qua những dấu hiệu nhất định. Các nhà tư tưởng, triết học thời cổ đại đã tìm ra mô thức cho việc xác định những nét chung của tính cách và giải đoán số phận của con người thông qua việc nghiên cứu mối tương quan giữa con người và tự nhiên. Các quy luật âm dương ngũ hành. Vậy thì, quy luật ngũ hành, tử vi cát hung của những gia chủ tuổi Quý Mão sinh năm 1963 trong tháng 2 âm lịch năm Tân Sửu sẽ diễn ra như thế nào? Xin mời quý vị nghe những lời khuyên của các chuyên gia phong thủy hàng đầu của Hiệp hội Phong thủy trong video ngay sau đây. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mô mả âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình. Mời anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi video. Tổng quan tháng 2 âm lịch năm 2021. Tháng 2 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 2 năm 2021 và kết thúc vào ngày 30 tháng 2 năm 2021 âm lịch, tức ngày 13 tháng 3 năm 2021 đến ngày 11 tháng 4 năm 2021 dương lịch. Tháng Tân Mão có nạp âm là Tùng Bách Mộc, tháng Mão lục hợp Tuất, tam hợp Mùi và hợi Thành Mộc Cục, xung Dậu, hình Tý, hại Thìn, phá Ngọ, tuyệt Thân. Đối với những người tuổi Quý Mão trong tháng 2 âm lịch này sẽ cần tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 2 tháng 2 năm 2021, tức ngày 14 tháng 3 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Tân Dậu. Thứ hai là ngày âm lịch 14 tháng 2 năm 2021, tức ngày 26 tháng 3 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Quý Dậu. Thứ ba là ngày âm lịch 26 tháng 2 năm 2021, tức ngày 7 tháng 4 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Ất Dậu. Đây là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Quý Mão. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra, còn có các ngày tốt đối với người tuổi Quý Mão trong tháng 2 âm lịch năm Tân Sửu 2021. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 3 tháng 2 năm 2021, tức ngày 15 tháng 3 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Tuất, có nạp âm là Đại Hải Thủy. Thứ hai là ngày âm lịch 15 tháng 2 năm 2021, tức ngày 27 tháng 3 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Tuất, có nạp âm là Sơn Đầu Hỏa. Thứ ba là ngày âm lịch 27 tháng 2 năm 2021, tức ngày 8 tháng 4 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Bính Tuất, có nạp âm là Ốc Thượng Thổ. Đây là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng
sẽ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang được hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Tổng quan tử vi tuổi Quý Mão 1963 trong tháng 2 âm lịch. Tuổi Quý Mão là những người tinh tế, gần gũi, lịch sự và quý phái. Họ thường gây ấn tượng với người khác bằng sự duyên dáng, nhạy cảm của mình. Trong tình yêu và các mối quan hệ, họ rất cầu toàn. Tuổi Quý Mão rất khéo léo trong việc đối nhân, xử thế, biết lắng nghe, thậm chí chấp nhận thua trong các cuộc cãi vã để đổi lấy sự hòa giải. Chính vì vậy, họ có rất ít kẻ. Chính vì vậy, họ có rất ít kẻ thù. Họ thường có trí tuệ hơn người, làm việc rõ ràng và minh bạch. Họ thường đưa ra những lời khuyên cho người khác và cũng thường làm theo gợi ý từ ai đó để thấy điều đó đúng đắn. Tuổi Quý Mão gặp phải không ít khó khăn trong công việc cũng như trong chuyện tình cảm, vận trình biến động khá lớn. Xem tử vi tháng 2 âm lịch năm Tân Sửu 2021, với tuổi Quý Mão, tháng này là chuỗi ngày dài dằng dặc với những thăng trầm trong chuyện tình cảm. Tinh thần sa sút, bản mệnh khó lòng có được những điều mình mong muốn. Cục diện tương phá có thể là dấu hiệu có cho thấy kẻ thứ ba đang tìm cách chen chân vào các mối quan hệ tình cảm giữa bạn và người ấy. Đôi khi cũng là do bản mệnh hay suy nghĩ, lo lắng nên hiểu nhầm đối phương nhưng lại không dám nói ra, sợ phải đối mặt với sự thực phũ phàng. Xét về đường công danh, sự nghiệp, đây có thể chính là điểm sáng của những chú mèo khi bản mệnh khá chủ động trong việc tìm kiếm cơ hội thể hiện năng lực của chính mình. Thu nhập của bản mệnh cũng vì thế mà khá ổn định, không cần phải lo lắng nhiều. Tân âm kim gặp mão âm mộc là thất sát. Trong ngày này, các gia chủ tuổi Quý Mão nên cẩn trọng, chú ý nhiều hơn trong công việc để tránh gặp phải thị phi không cần thiết. Khi gặp chuyện, bản mệnh nên bình tĩnh đưa ra các phương án tối ưu để giải quyết vấn đề, khiến mọi chuyện tốt đẹp, yên bình. Để giúp các gia chủ hóa giải được những thị phi, xui xẻo và giúp con đường công danh, tài lộc thêm phần hanh thông, rộng mở, thì những người tuổi Quý Mão cần mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo và kim bài thái tuế, hộ thân để nghênh thái tuế. Sử dụng kim bài thái tuế để hóa giải thị phi, sử dụng minh quang pháp bảo làm vật phẩm hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, là vật phẩm hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Sự nghiệp của tuổi Quý Mão. Với người Quý Mão sinh năm 1963, sự nghiệp gần như bị bỏ lại vì hầu hết các bạn đã thảnh thơi hoặc làm ít dần hoặc đã nghỉ hưu và sự nghiệp đang dần rời xa. Nếu bạn vẫn còn làm việc, hãy chắc chắn rằng đặt sức khỏe lên hàng đầu. Lúc này nên tận hưởng hạnh phúc của mình. Gia chủ tuổi Quý Mão đã bước sang tuổi 58 nên dành thời gian để nghỉ ngơi, dưỡng sức sau những ngày làm việc căng thẳng, tránh những sự cố về sức khỏe. Bên cạnh đó, trong tháng này, tuổi Quý Mão sẽ gặp nhiều may mắn và có quý nhân trợ giúp trên con đường sự nghiệp. Những người hoạt động kinh doanh sẽ có cơ hội hợp tác với nhiều đối tác tốt, mở rộng thị trường. Người làm công tác tại các cơ quan sẽ lập được công lao, thăng tiến, được khen thưởng. Để kích hoạt sự nghiệp ngày càng phát triển, hóa giải vận hạn không may mắn, đạt được thành công, khuyên gia chủ tuổi Quý Mão nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm có tác dụng kỵ tà, hóa sát, trừ phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Đặc biệt, vật phẩm còn giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp một cách vượt trội. Về tài lộc, do xuất hiện hao tinh trong tháng nên là có thể là một bất lợi về tài chính đối với bạn.
Trong tháng cũng có nhiều chuyện phát sinh khiến cho bản mệnh bắt buộc phải chi tiêu tiền. Tuổi Quý Mão nếu không biết cân đong, đo đếm, tiết kiệm đề phòng khi cấp bách thì tiền vào túi rồi lại đi ra, có kiếm được nhiều hơn cũng sẽ cháy túi. Tiểu hao hung tinh xuất hiện còn cho thấy bản mệnh đang có nguy cơ mất tiền, hao của. Tuy số tiền mất mát không quá lớn, nhưng ở thời điểm kinh tế khó khăn như hiện giờ thì đó cũng là một vấn đề khá lớn mà tuổi Quý Mão phải đối mặt. Cho nên bản mệnh cần biết phòng trừ những chuyện bất ngờ có thể xảy ra, đừng chủ quan mà đến lúc trở tay không kịp. Sông có khúc, người có lúc, không ai biết ngày mai có thể có biến cố gì đến với mình. Để may mắn thành công thì tuổi Quý Mão hãy mang bên mình pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Minh Quang Pháp Bảo được coi là vật phẩm hoàn hảo, chứa đựng những linh khí của trời đất, được hội tụ bởi những tinh hoa Phật Pháp cùng sự chất lọc những tinh túy, linh thiêng của đất trời, chứa đựng nguồn năng lượng tích cực, xua đuổi tà ma. Đây chính là những nghiên cứu được các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt lồng ghép vào trong đó. Tình cảm và gia đạo. Theo tử vi 2021 tháng 2 âm lịch này, chuyện tình cảm của những người tuổi Quý Mão khá ảm đạm. Bản mệnh không thường xuyên dành thời gian cho gia đình, quá mệt mỏi và áp lực khiến cho tuổi Quý Mão mất hết kiên nhẫn, nổi nóng với cả người thân của mình. Gia đình vào tháng này cũng sẽ gặp một số chuyện không hay, có xảy ra xích mích nhẹ giữa con cái và cha mẹ. Đối với nam mệnh là người chủ của gia đình nên đứng ra để giải quyết mâu thuẫn. Còn đối với nữ mệnh thì với vai trò là người vợ trong gia đình cần phải ôn hòa trong lời nói, cư xử. Hãy là tấm gương tốt để con cái noi theo. Để chuyện tình cảm diễn ra theo ý mình cũng như san sẻ yên ổn, các gia chủ tuổi Quý Mão nên mang bên mình vòng tam giác khai vận của kênh phong thủy Gia Cát. Đây là vật phẩm được hầu hết các thầy phong thủy sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hòa giải thị phi và tiểu nhân hãm hại. Và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Sức khỏe. Tử vi tháng 2 âm lịch cho rằng trong tháng này sức khỏe có thể có chút khó khăn đối với người tuổi Quý Mão. Hơn nữa ở độ tuổi này thì sức khỏe cũng đang suy yếu dần do hệ miễn dịch giảm và có dấu hiệu của các căn bệnh tuổi già. Nhưng cũng là do quý gia chủ chủ quan không quan tâm đến sức khỏe và do một số người vẫn còn đang nặng lòng với công việc của chính mình. Quý gia chủ cần chăm sóc cơ thể tốt, giữ chế độ ăn uống hợp lý, nhẹ nhàng, chăm chỉ luyện tập các bài tập vận động thể thao theo độ tuổi của mình. Để tăng cường sức khỏe, những người tuổi Quý Mão cần mang bên mình vòng tam giác khai vận của kênh phong thủy Gia Cát. Đây là vật phẩm được hầu hết các thầy phong thủy sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, điều nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Trên đây là phần luận đoán tử vi của người tuổi Quý Mão 1963 trong tháng 2 âm lịch. Cảm ơn quý anh chị thời gian vừa qua đã tin tưởng và đồng hành cùng kênh phong thủy Gia Cát. Quý anh chị đừng ngần ngại bày tỏ quan điểm, cảm xúc của mình ở phần dưới bình luận. Hãy đưa ra ý kiến đóng góp giúp chương trình ngày một hoàn thiện hơn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.